Thưa quý vị, sáng nay Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, trao tặng giải thưởng Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu năm 2020 và tuyên dương khen thưởng năm học 2019-2020. Dự buổi lễ có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh. Năm học 2019-2020 diễn ra trong bối cảnh hết sức khó khăn khi đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, kéo dài. Phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học gắn với các cuộc vận động của ngành được triển khai rộng khắp và mang lại những hiệu quả tích cực. Từ đó xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến. Trình độ của đội ngũ cán bộ, quản lý và giáo viên không ngừng được chuẩn hóa và nâng cao. Giáo viên các cấp đã chủ động đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Nhiều thầy giáo, cô giáo đã nỗ lực vượt qua khó khăn để cống hiến sức mình cho sự nghiệp trồng người. Nhờ vậy, năm học qua, chất lượng giáo dục toàn diện, các ngành học, bậc học được nâng cao. Với những thành tích đã đạt được, năm học qua, nhiều cá nhân tập thể được tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của các cấp. Trong đó có 3 nhà giáo được xét tặng nhà giáo ưu tú lần thứ 15, 3 tập thể được tặng cờ thi đua của Chính phủ năm học 2018-2019, 6 tập thể được tặng cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2018-2019 và năm học 2019-2020. Nhiều cá nhân được nhận cờ thi đua bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo. Buổi lễ cũng đã vinh danh 25 nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu. Đây là những thầy cô giáo đã có những đóng góp trong việc đổi mới, sáng tạo, việc dạy học tại các trường trong thời gian qua.